Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Rất vui khi gặp lại cô bác anh chị và các bạn trên kênh YouTube Thành Channel. Bắt đầu video, Thành xin chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay Thành cố tình đi sớm để đi lên gặp chú em Thần Đồng Rắn Hổ. Thành đang đợi ở đây để xuống xem với em như nào, mình ra thì lượm rác cùng với em xong rồi cho em ăn sáng cà phê tâm sự với em. Sự cuộc sống của em thì cũng hơi là vất vả, bố mẹ thì mất sớm, mình tìm hiểu người dân thì bố mẹ mất sớm rồi, giờ đang ở với anh nên là cứ sáng ra là đi lượm rác, mà chủ yếu là dân cư đây người ta cho Thần Đồng là chính đi, chứ còn Thần Đồng thì thực chất là cái bằng lứa tuổi khoảng 5-6 tuổi thôi, nhớ câu nào nói câu đó thôi. Nên mong cô bác anh chị và các bạn hãy đón xem và ủng hộ Thành nha. Thành xin chân thành cảm ơn, và Thành cũng rất là cảm kích và cảm ơn cô bác anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua, trong những giai đoạn đầu này, những giai đoạn khó khăn nhất, ít người biết đến mà đã được cô bác anh chị và các bạn ưu ái quan tâm và theo dõi ủng hộ Thành. Hôm nay Thành cũng được hơn 1.000 người và Thành xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Bây giờ Thành cùng các bác đi xem Thần Đồng lập rác như thế nào nha. Cà phê hả? Thì từ từ là vừa mới sáng sớm ra thì đi ăn sáng đâu. Bánh tráng đâu? Bánh tráng đâu? Mới gặp hả? Mới gặp bánh tráng hả? Đi lượm xong rồi quay đợi bánh tráng đợi kia hả? Bánh tráng tâu đâu rồi, tới chưa? Bánh tráng tới chưa? Chưa rồi, ok. Hôm nay mình đi phục rủ đi ăn sáng mà vô tình bắt trộm như hắn, bị hắn phát hiện. Mà chú ăn sáng chưa? Chú ăn sáng chưa? Rồi tí nữa đi lượm rác đi, xong rồi là về ăn sáng nha. Về ăn sáng cà phê nha. Đi. Rồi tôi đi theo nha, cho tôi đi theo nha. Hôm nay đi theo nha. Nghe này, hôm nay cho đi theo lượm rác nha. Cho tôi đi theo lượm rác cùng nha. Rồi ok. Tôi cứ đi đi. Rồi đi. Hai anh em đi lượm rác. Rồi, ok. Tới đây. Rồi ok. Nhắn lên uống bia hả? Nhắn hỏi chú đâu. Thế là nó nói sao? Nay họ kêu nhà. Rồi đi, hai anh em đi lượm rác. Rồi ok. Đây em lên sớm em đủ đi ăn sáng. Ra bún. Cô bác anh chị và các bạn, Thành hôm nay cố tình quay trộm nha, quay trộm xem Thần Đồng lượm rác như thế nào để chia sẻ cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước ăn nha. Công việc hàng ngày của hắn bây giờ mới là có 6:30 như là đã đi rồi. Đây Thành cố tình đến nhà người ta cho xong là kêu ra rác đấy. Công việc của Thần Đồng như vậy nhỉ? Chủ yếu là người dân cho thôi, còn Thần Đồng không biết chỗ nào mà lượm. Tuổi đời thì cũng khoảng 50, ngót 50 rồi đấy, nhưng mà cũng chỉ hơn cũng như đứa trẻ khoảng 5-7 tuổi, có khi là không bằng luôn. Tại vì hắn cứ nhớ được câu nào thì hắn nói câu đó thôi,
không thông minh. Trộm hắn thì hắn biết rồi, hắn biết hắn nhìn nữa là hắn biết. Thành quay cận cảnh công việc của em Tổng nhé. Ô, xin chào. Ôi ha, thì hắn phát hiện rồi. Đây chủ yếu là gia đình người ta cho thôi nha các bạn nha. Nếu là gia đình cho thôi nên là hắn lượm thôi, chứ còn là thật chất hắn đâu có biết cái gì đâu, biết chỗ nào đâu mà lượm. Lấy hết cái giấy luôn, lấy hết giấy luôn. Cô không cho giấy hả? Giấy bà kia bà cũng mua mà. Trời ơi, giấy sao chứ đừng đổ xuống dưới chứ đừng làm phải bẩn người ta. Quay thân đầu. Lấy luôn hết cái giấy luôn. Bà cũng nên mua giấy mà, giấy bà cũng mua mà, người ta mua cả giấy mà. Thế này mấy hôm nay cũng cả cho này rồi à, cho này rồi hả à. Không được rồi, bà gán ra nè, bà gán này đúng không, chết rồi hả? Rồi, lỡ bỏ trong bên đây, đúng rồi. Sáng đấy tiệm thuốc người ta bán cho người ta cho mấy cái này, cho nên anh thần đồng ra lượm bỏ rồi thôi, chứ còn đâu có đi lượm được chỗ nào đâu. Giáng diện cơm đây, công việc của thần đồng là xong rồi đây nha các bạn nha. Đây từ sáng giờ hai anh em đi lượm được từng đây rác đây này các bạn này. Đấy. Hai anh em từ sáng giờ lượm được từng đây rác. Đấy. Chửi nữa, đâu có ai làm gì đâu, chửi. Tôi để chỗ nào? Đang lựa chỗ để à. Rồi. Từ sáng giờ ăn sáng đâu thôi hả? Ăn sáng đã, cái gì phải ăn sáng, ăn trước đàng hoàng, ăn cà phê cà pháo. Hôm nay là sướng rồi. Tao ăn bao uống là có tiền. Bữa nay là có người anh ơi, thật đồng hay ăn gì anh? Tiếu. Tiếu hả? Tiếu hay bún? Tiếu hay bún bò. Ăn gì? Tiếu hay bún bò. Kho này. Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho. Đẹp. Chào em, nhanh không mấy rồi. Chào em nhiều. Em mè đẹp lắm, trắng đẹp. Đây à. Bữa nay có người nuôi rồi. Còn khen em xinh đẹp. Em ơi, em đi đâu vậy? Hôm nay em cố tình lên sớm, để đi lượm rác xong rồi đi ăn sáng. Đưa thần đồng đi ăn sáng. À, nước
Chắc ngang lạnh chưa? Điện rồi mà bánh ướt phải đi đâu, điện 2-3 lần rồi không thấy bánh ướt đâu. Thôi anh em mình ăn sáng. Ông bảo đồ má ngay chỗ rồi nè, chỗ cây chuối á. Nó mua nước mía, mua đồ má. À, mua nước. Phải rồi. Mua nước mía cho thằng Đồng đúng không? Ừ, cô làm gan ngay chỗ cuốn trong mà. Mày ngay chỗ qua à. Qua là mấy hôm nay đi quay ở Vũng Tàu Cần Giờ có về nhà sáng nay mới ghé để ăn cho chú mà ăn sáng cà phê tâm sự tí nhỉ, nhờ tâm sự tí cho đỡ buồn. Hot phết đấy nha, nền mạng hot phết đấy nha. Bữa mới quay kia gần 100.000 người xem rồi đấy. À. Tại vì cuộc sống anh cũng ấy không, thì chắc khoảng độ bằng đứa mấy tuổi thôi nhỉ. Nhớ câu nào nói câu đó thì chứ đâu có. Đang chia sẻ với mấy người dân ở đây. Mấy bác ấy nói dễ thương lắm nhưng mà nhìn hiền lành thì nhiều lúc lên cơn thì cũng dữ dội đấy. Mấy nay có còn đau răng không? Răng hết đau rồi đúng không? À, sáng nay này nên cho đây em ăn chanh, chanh ở đây, đây 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 chanh đây, chanh đây ăn ít ớt rồi nha, ăn thôi nó đừng ăn ớt, ăn ớt nhiều nó sâu răng đó. Đưa đây tôi vắt cho ăn không được. Khỏi khỏi cần, trời ơi. Hai cái cần lớn thêm gì? Nha. Lần sau rác các thứ chanh vắt xong bỏ ngay xuống dưới chân nha. Đừng cứ chọi ra ngoài đường, chọi ra ngoài đường chọi vào mặt người ta, người ta đi xe rồi các em bé đi học cơ. Nha. Ngon. Tươi tỉnh. Rồi hai anh em mình ăn thôi. Vô. Rồi chú ăn đi, chú ăn đi rồi rồi có. Cứ ăn đi rồi có. Cà phê. Ghê. Dạ uống hơn. Rồi cà phê, cà pháo có đầy đủ. Chú cứ ăn đi ăn mấy nay không cho ăn ớt. Hai năm rồi mới ăn rồi. Mình xong mà uống rồi. Rồi. Ăn đi ăn đi. Bánh này ngậy nha. Bánh này ngậy ra. À. Lấy bánh mì á, chấm với cái hủ tiếu á, nó mềm đã ăn, nó không bị đó, chấm hủ tiếu á, nó không bị đau răng. Chỗ này không ăn ớt nữa nha. Ăn ớt trong đầu ăn quá trời ớt thì sưng hết cả môi lên xong rồi nhức răng. Qua gối chạm môn mệt. Nghe lâu rồi, chạm bá đầu. Ai? Chú. Bá răng. Cái mẹ hả? Bá đầu. Không. Nói gì không hiểu luôn. Anh đi không muốn nở. Chị nói gì kìa? Cô nói là ăn đi không nó nở.
ăn đi, nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện quá, ăn đi không nở, chấm cái đấy, đúng rồi. Chấm rồi cho nó mềm mềm. Hôm nay không ăn ớt nữa nha, ăn ớt nó đau răng đó. Bữa hôm trước ăn thì mà sưng hết cả răng luôn. Nhiều ớt quá, bỏ ớt, bớt ớt ra đi. Cay quá nó không ngon đâu. Ngon. Ngon, cay chốc nó sưng hết cả môi luôn. Ăn quá trời ớt thì người trước ăn đã sưng môi lên rồi, dày hết môi lên rồi. Tại nó cay quá không ngon nữa rồi. Ăn đồ mua quá. Ăn lâu lắm. Ngành lâu lắm. Ăn đi, ăn đi ra cà phê. Không ăn nữa hả? Ôi trời ơi. Công thầy này. Ở đi ra cà phê đi, kêu chị hai. Trời ơi, nó ghê ha. Chú không tao hả? Kêu đi rồi chị hai ơi. Chú ơi. Kêu cà phê đó. Rồi, ăn xong rồi. Ăn xong rồi, hôm nay thần đồng chiêu đãi cà phê. Ôi, chết rồi, quên chưa trả tiền.